Đối với câu lạc bộ Nasadan lúc này, chắc hẳn ai cũng biết đến cái tên Mikhailo Mudryk, cầu thủ đang thuộc biên chế câu lạc bộ Shakhtar Donetsk. Anh được cho là mục tiêu hàng đầu của pháo thủ tại kỳ chuyển nhượng mùa đông vào tháng 1 tới đây. Thậm chí đích thân tổng tư lệnh Oleksandr Zinchenko đã giới thiệu Mikhailo Mudryk cho Arsenal. Ở mùa bóng năm nay, cầu thủ 21 tuổi đã chơi đầy ấn tượng tại Champions League với 3 bàn và 2 kiến tạo. Mới nhất đến lượt phu nhân tổng thống Zinchenko là bà Vladan Sedan cũng đã phỏng vấn riêng Mudryk trên kênh YouTube của mình về những tin đồn chuyển nhượng xung quanh. Theo đó, Mudryk đã chia sẻ rằng mình có quan tâm đến những thông tin chuyển nhượng đang được kết nối với Arsenal. Arsenal là một đội bóng tốt, không chỉ ở việc kiểm soát bóng mà còn ở việc ghi bàn. Nếu có lựa chọn trở thành cầu thủ dự bị cho Real Madrid hoặc đá chính cho Arsenal, tôi sẽ có lẽ chọn Arsenal. Đó là một câu hỏi khó và liên quan đến rất nhiều yếu tố trong câu trả lời của tôi. Đầu tiên tôi muốn biết từ huấn luyện viên trưởng, tôi cần được đảm bảo vị trí đá chính, tôi cần phải có những cơ hội. Câu trả lời của Mudryk không khác gì bật đèn xanh cho đội bóng đến từ Bắc London. Bất chấp khởi đầu mùa giải tốt đẹp của Arsenal, huấn luyện viên Mikel Arteta vẫn muốn ký hợp đồng với một cầu thủ chạy cánh mới để bổ sung thêm hỏa lực cho hàng công. Dù Shakhtar Donetsk công khai đòi 52 triệu bảng cho ngôi sao của mình, nhưng giám đốc Edu quyết không bỏ cuộc ở thương vụ này. Nhìn vào những tân binh đang tỏa sáng mà Arteta đã mang về, người hâm mộ pháo thủ hẳn đang rất nóng lòng muốn thấy Mikhailo Mudryk khoác trên mình màu áo đỏ trắng của thành London. Trong video ngày hôm nay, hãy cùng chúng tôi nhìn lại những đồng tiền khôn ngoan mà Arsenal đã bỏ ra trên thị trường chuyển nhượng để có được thành tích như hiện tại. Trở về ngày 20 tháng 8 năm 2021, Arsenal đã nâng tổng số tân binh của họ lên con số 5, qua đó tự biến mình thành đội bóng chi nhiều nhất tại giải bóng đá ngoại hạng Anh trước thềm mùa giải 2021-2022. Tuy nhiên, động thái đó của Arsenal đã nhận về rất nhiều sự châm biếm hơn là kỳ vọng. Rất nhiều người nghĩ rằng Arsenal quá pháo thủ quá thừa tiền để ném ra ngoài cửa sổ khi mang về những bản hợp đồng không hề chất lượng. Theo đó, 5 tân binh mà huấn luyện viên Mikel Arteta đã lựa chọn là cú lửa Ben White, kẻ châm ngòi cho pháo Sabilo Konga, chiến thần Nuno Tavares, nhạc trưởng người Na Uy Martin Odegaard và thủ môn xuống hạng Aaron Ramsdale. Dường như cảm thấy chưa đủ so với túi tiền, họ còn mua thêm cầu thủ thương mại Takehiro Tomiyasu với mức phí 18,6 triệu euro để làm dày thành tích. Tổng cộng, số tiền mà Arsenal bỏ ra ước tính rơi vào khoảng 173 triệu euro, biến họ trở thành đội bóng chi nhiều tiền nhất ở thời điểm bấy giờ. Đáng chú ý, trong số những người kể trên, chỉ có Martin Odegaard là trụ cột trên tuyển quốc gia khi anh là đội trưởng của Na Uy. Thế nhưng, kể cả Odegaard có là người giàu kinh nghiệm thi đấu quốc tế nhất thì cũng bị đánh giá là một thương vụ đầu tư thất bại. Đáng buồn thay, lời nhận định nghe đầy chua chát đó đến từ huyền thoại của Arsenal, Martin Keown. Theo đó, cựu hậu vệ 55 tuổi này cho rằng Arsenal đã quá hấp tấp khi đưa tiền vệ 22 tuổi này về sau hiệu ứng tạo ra trong thời gian cho mượn từ Real Madrid. Ông cho rằng vị trí của Odegaard đã có Emile Smith Rowe đảm nhiệm và thậm chí cầu thủ người Anh còn làm tốt hơn. Trong khi đó, những cầu thủ còn lại chỉ mang tính chất hỗ trợ hoặc tăng sự cạnh tranh cho đội hình vốn có ở sân Emirates. Giới chuyên môn còn cho rằng tân binh của Arsenal chỉ là những bức bình phong và không thể tạo ra được đột biến. Thậm chí họ còn so sánh việc Manchester City mua Jack Grealish, Man United có Jadon Sancho, Rafael Varane hay Chelsea đưa Romelu Lukaku trở lại Stamford Bridge. Cách đây 12 tháng, mạch thua trước Brentford 0-2, Chelsea 0-2 và Man City 0-5 sớm nhấn chìm con tàu Arsenal xuống đáy của xã hội. Chính vì vậy, những lời chế giễu hay chỉ trích càng trở nên nặng nề hơn ở thời điểm đó. Bản thân huấn luyện viên Mikel Arteta khi đó cũng chịu sức ép khủng khiếp và đối mặt với làn sóng đòi sa thải từ người hâm mộ. Tuy nhiên, những lời chê trách Arsenal khi đó có lẽ đang phải tự im lặng khi nhìn vào những gì đang diễn ra trên sân Emirates. Mikel Arteta đã thẳng tay tước băng đội trưởng của Aubameyang và trao cho Martin Odegaard. Sự tin tưởng của ông đã và đang gặt hái được những thành quả lớn khi cầu thủ người Na Uy đang trở thành nhạc trưởng trong lối chơi mà chiến lược gia người Tây Ban Nha đang xây dựng. Trong khi Emile Smith Rowe đang phải vật lộn với chấn thương, thì Odegaard đã leo lên vị trí dẫn đầu danh sách ghi bàn của pháo thủ với 6 pha lập công. Thậm chí trong chiến thắng 2-0 gần nhất trước Wolverhampton của Arsenal, chính Odegaard là người đã lập một cú đúp. Với 6 bàn thắng, anh còn đứng thứ 11 trong cuộc đua vua phá lưới tại Ngoại hạng Anh tính đến thời điểm hiện tại. Đối với vị trí người gác đền, Arsenal đã mang về thủ thành Ramsdale với mức phí 28 triệu euro từ đội bóng xuống hạng Sheffield United. Thương vụ này của pháo thủ ngay lập tức nhận về rất nhiều sự chê cười và cho rằng đang phung phí tiền bạc. Nghĩa là khi họ đang sở hữu một Bernardo vô cùng xuất sắc trong tay. Và giờ thì sao? Nếu như Leno phải chuyển đến khoác áo tân binh Fulham để kéo dài sự nghiệp tại London, thì Ramsdale là sự lựa chọn số 1 trong khung gỗ của pháo thủ. Sau khi vòng 16 khép lại, Ramsdale còn đang có được 7 trận đấu giữ sạch lưới và chia sẻ vị trí dẫn đầu trong cuộc đua găng tay vàng với người đồng nghiệp Nick Pope. Thậm chí thủ thành 24 tuổi này có được triệu tập lên thành phần đội tuyển Anh tham dự World Cup 2022 tại Qatar.
Nhìn về hàng phòng ngự, nếu như Takehiro Tomiyasu bị coi là bản hợp đồng thương mại, thì thương vụ 58,5 triệu euro dành cho Ben White chẳng khác nào một vụ nổ. Bỏ qua những lời gièm pha từ dư luận, hai cầu thủ này đang cho thấy họ là chốt chặn cực kỳ đáng tin cậy của Arsenal. Ở mùa giải trước, Samurai Nhật Bản liên tiếp bỏ túi những tiền đạo cánh trái của mọi đối thủ bằng sự tỉnh táo và phán đoán chính xác. Chơi ở vị trí hậu vệ phải trong hàng tứ vệ, sự chắc chắn của Tomiyasu là điều không cần phải bàn cãi, khi mà bản hợp đồng thương mại này luôn cho các đối thủ của đối phương phải nếm mùi cỏ mỗi khi phải đối đầu. Đối với Ben White, nhiều người đã tỏ ra coi thường và cho rằng Brighton đã lừa được Arsenal bằng một món hời lớn. Thế nhưng bây giờ không biết ai mới là người trong vai lừa đảo. Ben trắng đã chơi đầy ăn ý bên cạnh Gabriel ở mùa bóng trước và giúp cho Arsenal hạn chế được những bàn thua đến từ những sai lầm sơ đẳng. Và ở mùa bóng năm nay, với việc Saliba quay trở lại, Bạch Ben đã có vai trò mới là hậu vệ phải. Dù phải đá lệch vị trí nhưng anh vẫn đang lên công về thủ đầy nhịp nhàng. Từ đó cùng với Saka và đội trưởng Odegaard tạo thành bộ ba phối hợp vô cùng ấn tượng bên phía hành lang cánh phải của pháo thủ. Ngoại trừ chiến thần Nuno Tavares và tài năng chưa lớn Sabi Lokonga chưa tạo ra được tầm ảnh hưởng lớn, thì có thể nói rằng kỳ chuyển nhượng mùa hè 2021 của Arsenal đã thành công ngoài mong đợi. Và để tiếp đà hưng phấn đó, họ đã tiến đến một mùa hè sôi động ở mùa bóng năm nay. Đã có thêm 5 tân binh gia nhập sân Emirates, bao gồm bộ đôi của Man City Gabriel Jesus và Oleksandr Zinchenko, sao trẻ người Brazil Marquinhos, thủ môn tuyển Mỹ Matt Turner và ngôi sao đang tỏa sáng tại Porto Fabio Vieira. Tổng số tiền mà Arsenal đã bỏ ra để chiêu mộ 5 cái tên này là 132 triệu euro. Tuy nhiên sau bài học rút ra từ mùa bóng trước, dường như những người chế giễu Arsenal ở mùa trước đã chui hết vào hàng làm bạn với fan Man United ở mùa này, nhất là khi các pháo thủ đang bay cao trên bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh. Theo huấn luyện viên Mikel Arteta, Arsenal đang rất hạnh phúc và cố gắng tận hưởng những gì cả đội đã cố gắng. Nhưng đồng thời ông cũng nhấn mạnh rằng các học trò cần phải duy trì từng khoảnh khắc, khiêm tốn và tiếp tục cải thiện. Tới đây, chiến lược gia người Tây Ban Nha cho thấy sự khiêm tốn lớn, nhưng cách Arsenal khởi đầu mùa giải năm nay lại cho thấy những đồng tiền mà họ bỏ ra là cực kỳ chất lượng. Một năm trước, ở 3 trận thi đấu đầu tiên họ chỉ sút trúng đích 7 lần và không thể ghi bàn thắng nào. Nếu nhìn vào thông số của mùa này, sau 14 trận đấu, Arsenal đã sút tới 222 lần, trong đó có 81 lần bóng đi trúng đích. Chưa hết, số bàn thắng mà pháo thủ sở hữu là 33, chỉ kém đúng nhà đương kim vô địch Man City. Như vậy trung bình mỗi trận, Arsenal mang về 2,36 bàn thắng, một con số cao hơn hẳn thông số 1,61 bàn ở mùa trước. Sẽ không sai khi nói rằng hai tân binh từ Man City mùa hè vừa qua là những thương vụ chất lượng nhất của pháo thủ. Nếu như Gabriel Jesus giúp cho hàng công thi đấu lột xác, thì Oleksandr Zinchenko lại bổ sung chất lượng cho hàng thủ và sự đa dạng trong cách bố trí con người của Mikel Arteta. Ngoài ra, phong độ đáng kinh ngạc của những cầu thủ còn lại trong hệ thống phòng ngự đã giúp cho Arsenal cải thiện được rất nhiều. Nhìn về thông số của mùa trước, Arsenal chỉ có 13 lần giữ sạch lưới, đón nhận 48 bàn thua và cần đến 100 pha cứu bóng. Giờ đây, khung thành của Ramsdale đã có 7 trận đấu không bị rung lên vì những bàn thua. Số lần họ thủng lưới cho tới lúc này là 11, con số thấp nhất tại Ngoại hạng Anh. Sự chắc chắn đó trong cầu phòng thủ đã giúp cho Arsenal chỉ cần 28 lần cứu bóng tính đến thời điểm này. Ngoài ra, số lần mắc lỗi dẫn đến bàn thua mùa này của Arsenal cũng chỉ đang là 1, ít hơn 4 lần so với mùa bóng trước. Bên cạnh đó, những tân binh của pháo thủ đã lần lượt chứng minh được đẳng cấp qua từng trận đấu mà họ tham gia. Thay vì chỉ trích những bản hợp đồng mới của pháo thủ, giờ đây giới chuyên môn lại đang rất mong chờ những con người mới ra sân tại phía Bắc London. Và có một điều chắc chắn rằng, kỳ chuyển nhượng mùa đông tới của Arsenal cũng sẽ sôi động không kém. Nguyên do là bởi huấn luyện viên Mikel Arteta vẫn muốn Arsenal tăng cường lực lượng sớm sau khi đã bị loại ở vòng 3 cúp liên đoàn bởi Brighton. Khi đó, Arsenal chỉ dùng đội hình dự bị với những cái tên như thủ môn trẻ Kan Jacob Hen, lão tướng Cedric Suarez, cặp tiền vệ Elneny, Sabi Lokonga và hàng công bao gồm Marquinhos, Ras Nelson và Eddie Nketiah. Đội hình non trẻ này của Arsenal mặc dù tạo ra thế trận tốt trong nửa đầu tiên của hiệp 1, nhưng đến khi trận đấu kết thúc, họ đã thua 1-3 để dễ dàng. Sau trận đấu đó, Arteta đã lên tiếng phàn nàn: "Đội hình của Arsenal quá mỏng, đội có một vài ca chấn thương và tình hình nhân sự rất căng. Nếu tất cả khỏe mạnh thì không sao, nhưng tôi đã sớm đoán được sẽ đến lúc họ vắng mặt. Tôi đã nói như vậy ngay sau kỳ chuyển nhượng mùa hè. Arsenal cần thêm những tân binh vào giữa mùa này. Khi nhìn sang các đối thủ lớn nhất của Arsenal, họ có một đội hình dày hơn chúng tôi. Với mật độ thi đấu dày đặc, việc có nhiều vị trí thay thế được nhau sẽ mang tới lợi thế lớn." Với việc Arsenal đang đặt ra tham vọng cạnh tranh ngôi vô địch thay vì chỉ là mục tiêu top 4, giới chủ của đội bóng chắc chắn sẽ rót tiền cho Mikel Arteta mua sắm vào mùa đông này. Và nếu như Mikhailo Modric trở thành tân binh tiếp theo trong kỳ chuyển nhượng tháng riêng theo lệnh tổng động viên của Zinchenko, Arsenal sẽ càng trở nên đáng gờm hơn bao giờ hết. Khi ấy, để tìm một người chê bai pháo thủ không biết mua sắm có lẽ còn khó hơn cả việc bảo cầu thủ nào đó của Man United dừng xoay bóng 720 độ.